Hello, xin chào mọi người nha. Mình đang có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất. Và ngay lúc này đây thì có một chiếc máy bay của hãng hàng không Korea Air đang chuẩn bị cất cánh trên đường băng Tân Sơn Nhất. Máy bay vừa mới ra được tới đầu đường lăn 25L. Đây là chiếc máy bay sẽ có hành trình bay từ sân bay Tân Sơn Nhất tới Bangkok. Đây là một trong những chiếc máy bay của hãng hàng không Korea Air, chiếc Boeing 777. Và bây giờ thì chiếc máy bay của chúng ta đang chuẩn bị tăng tốc để lấy đà cất cánh rồi các bạn. Các bạn thấy rõ cái động cơ quay tít phía sau của nó ha. Hai sải cánh khá là rộng và chuẩn bị nó đang bốc đầu phía trước rồi các bạn. Rồi, như vậy là chiếc máy bay Korea Air của chúng ta đã cất cánh lên bầu trời của thành phố Sài Gòn. Buổi chiều hôm nay thì bầu trời Sài Gòn khá là mù, có lẽ là do ảnh hưởng của cơn bão số 14, cho nên là thời tiết cũng không được thuận lợi lắm. Xung quanh thì rất là âm u. Các bạn có thể thấy là bầu trời đen thui luôn xung quanh ha. Tuy nhiên chiếc máy bay của chúng ta cũng đã cất cánh thành công và nó đã trên không trung rồi, với hành trình bay tới Bangkok, một chiếc máy bay cargo. Còn trên bầu trời lúc này đây là một chiếc máy bay của hãng hàng không Bamboo Airways. Chiếc máy bay hạ cánh đúng vào lúc thời tiết đang chuẩn bị bắt đầu mưa các bạn. Các bạn có thể thấy nghe cái âm thanh gầm rú của chiếc máy bay Bamboo đang chuẩn bị hạ cánh xuống đường băng Tân Sơn Nhất. Rồi, hai càng sau đã hạ cánh và tiếp tục càng trước. Và các bạn có thể thấy rõ hàng làn khói trắng mới xịt ra trên hai chiếc bánh xe của chiếc máy bay Bamboo Airways. Như vậy thì chiếc máy bay Bamboo Airways của chúng ta đã hạ cánh thành công rồi các bạn. Đây là một chiếc máy bay khá là lớn của hãng hàng không Vietnam Airlines. Chiếc máy bay đang hạ cánh xuống đường băng Tân Sơn Nhất sau khi trời mưa các bạn. Và các bạn thấy có thể thấy là cái làn nước nó xé lên phía sau cái động cơ của chiếc máy bay này. Mịt mờ lên các bạn ạ. Quá ghê luôn. Nước bắn tung tóe lên trên đường băng ha các bạn ơi. Không thấy đường gì luôn các bạn ơi. Còn đây là một chiếc máy bay của hãng không Vietjet, chiếc máy bay A321 đang chuẩn bị hạ cánh xuống băng Tân Sơn Nhất. Chiếc máy bay có hình bay từ Hà Nội vào Thành phố Hồ Chí Minh. Và vừa rồi thì nó đã hạ cánh an toàn xuống đường băng Tân Sơn Nhất rồi các bạn. Và các bạn cũng có thể thấy một làn nước văng lên phía sau của động cơ chiếc máy bay này. Nhìn rất là thú vị ha các bạn ha. Hai bên đường lăn của chiếc máy bay thì người ta đã bật đèn tín hiệu rồi.
bởi vì thời tiết hôm nay khá là xấu, vừa có một cơn mưa đổ xuống trên đường băng Tân Sơn Nhất. Các bạn thấy thời tiết khá là âm u vào buổi chiều ngày hôm nay. Và lúc này đây lại tiếp tục một chiếc máy bay của Vietjet sẽ chuẩn bị cất cánh trên đường băng Tân Sơn Nhất này đây các bạn. Đây là chiếc máy bay có mã số đăng bạ là VNA647A321 của hãng hàng không Vietjet. Chiếc máy bay của chúng ta đã ra đầu đường lăn rồi. Đó. Nó bắt đầu tăng tốc động cơ và các bạn có thể nghe thấy tiếng gầm rú khá là lớn của chiếc máy bay này. Nó đang tăng tốc lấy đà để chuẩn bị cất cánh đây các bạn. Đường băng sau cơn mưa khá là trơn trượt, cho nên là các cái chiếc máy bay này phải thực sự cẩn thận trước khi cất cánh. Mỗi lần một chiếc máy bay cất cánh là một lần hồi hộp thưa các bạn. Như vậy là chiếc Vietjet của chúng ta đã cất cánh thành công rồi các bạn ạ. Khá là vui mừng khi thấy nó cất cánh thành công trên đường băng Tân Sơn Nhất trong điều kiện thời tiết rất xấu như thế này. Phía xa xa trên bầu trời lúc này đây là một chiếc máy bay của hàng không Bamboo Airways. Một chiếc máy bay có hành trình bay từ Hải Phòng và đang chuẩn bị hạ cánh xuống đường băng Tân Sơn Nhất. Chiếc máy bay mang số đăng bạ là QH1547. Và sau đây xin mời các bạn theo dõi pha hạ cánh của chiếc máy bay Bamboo Airways. Và nó đang chuẩn bị hạ độ cao sẽ dần xuống đường băng Tân Sơn Nhất sau khi chờ mới mưa xong. Và các bạn thấy một làn nước mới bắn lên tung tóe phía sau động cơ. Đường băng lúc này khá là trơn trượt. Tuy nhiên thì chiếc máy bay của chúng ta đã hạ cánh an toàn xuống đường băng Tân Sơn Nhất rồi các bạn.